Chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhé. Tiếp tục trên về chương trình video thì em lên nhanh cho bác một số sản phẩm hàng vừa về xong nhé. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like, nút đăng ký kênh. Nói ra sản phẩm rồi video mới nhất nha. Em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Các bác lưu ý là những em hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship nhé. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng được kiểm tra hàng thanh toán nên là cái item mua hàng. Đó, sản phẩm đầu tiên thì vào luôn. Bên shop này thì về được cái lô đó là sản phẩm mũi khoan tháp này. Đấy, bộ mũi khoan tháp 5 mũi nhá, hàng của Unica Japan rất chất lượng ngon lành như này. Đó, bộ mũi khoan tháp 5 mũi. Bộ này sẽ gồm có là 5 mũi to nhỏ lớn bé khác nhau. Đấy, để về các bác khoan đa di năng luôn. Đấy, các bác khoan các cỡ khác nhau nhá, rất xịn sò, hàng rất là ngon. Con này thì nó là dạng thép gió nhá, phủ một lớp titan cực kỳ là sắc bén và ngọt ngào luôn, khoan rất là tiện nhá. Đấy, nó có các kích cỡ khác nhau này và một cái giá cực kỳ tốt của bác luôn. Hôm nay thì về cái lô mới, giá cũng rất là tốt rồi bác nhá. Bác lên mã cho em là cái bộ khoan tháp. Đấy, bộ khoan tháp, bộ mũi khoan tháp 5 mũi nhá, 5 mũi. 5 mũi khoan tháp này. Giá của nó sẽ là đi 250k. Đấy là giá cũ, nhưng mà trong video này thì bên em về lô mới bán nhanh bác luôn. 230k, 230k bên em bao ship tận nhà luôn. 230k bao ship tận nhà nhá. Đấy, 230.000. Một bộ mũi khoan tháp này. Đấy, 230k bao ship tận nhà có nhá. Bao ship luôn. Đó, bộ mũi khoan tháp nhá, mũi khoan tháp 5 mũi luôn nhá, 5 mũi luôn. Đó, 5 mũi các cỡ khác nhau, từ lớn đến nhỏ, to đến bé. Đấy, đầy đủ đa di năng các kích cỡ để về các bác khoan cho em các kiểu luôn nhá. 230k một bộ mũi khoan tháp coi nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop lại tiếp tục về đó là cái dòng bộ khẩu 12. Đấy, bộ khẩu 12. Bộ khẩu 12 này. Đấy, bộ khẩu 12 báo giá nhanh các bác luôn. Các bác lên mã cho là bộ khẩu 12 chi tiết luôn nhá. Đấy, khẩu 12 chi tiết. Giá của nó sẽ là 170k một bộ nhá. 170k một bộ khẩu 12 như này. Đây em sẽ đập hộp cho bác xem. Con này thì các cỡ khẩu đầy đủ luôn. Cho anh em sử dụng gia đình, các bác sử dụng thợ thuyền thoải mái luôn nhá. Hàng rất là đẹp, xịn sò, thép sẽ là thép CRV. Cực kỳ đẹp, chất lượng luôn. Quá đẹp luôn này. Khẩu này bên em bán rất nhiều luôn cơ. Đó, hàng sáng bóng luôn cô nhá. Đấy, có nhìn không? Hàng sáng bóng luôn. Đó, đầy đủ ngon lành như này. Sẽ có các cỡ từ 8, các đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24. Thép CRV có nhìn này. Đó, sáng bóng luôn nhá. Thép này các bác cứ xoáy thoải mái cho em luôn. Không là móp gen hay là như nào cả, chày gen hay nhiều cả, trượt gen các thứ giờ. Các bác yên tâm là con này thoải mái luôn nhá. Đi kèm sẽ có là một tay lắc 1/2. Tay lắc này sẽ có là đảo chiều xoáy nhanh cho em luôn. Đó, đảo chiều đây. Đó, còn lúc nào các bác muốn lắp khẩu ấn cái này cho em nhá. Ấn này. Ấn cái này nhá. Các bác nhớ ấn cái này cho em. Thì các bác mới lắp được khẩu vào. Đấy, đi kèm sẽ có là một cái thanh nối dài nha. Đấy, một cái thanh nối dài. Đấy, để các bác xoáy này. Rất ok luôn nhá. Đấy, có kèm cả tay lắp và đầu khẩu nha luôn. Đấy, đầu khẩu đây. Đầy đủ bộ sản phẩm nha các bác nhá. Đó, rất ngon lành, xịn sò, đẹp, chất lượng nha. Đấy, xoáy cho em, rất ngon này luôn. Đấy, bộ sản phẩm đầy đủ nhá. Sẽ có tay lắc này, thanh nối dài này. Và sẽ gồm có là những cái đầu khẩu này, cỡ của nó sẽ là từ 8 đến 24 nhá. Đấy, 8 đến 24. Hàng rất đẹp, sáng bóng luôn, thép CRV nhá. Đó, bao giá thị trường luôn, 170k một bộ khẩu nhá. Khẩu 12 này, giá sẽ là 170.000 một bộ khẩu như này. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về cái lô đó là cái dòng dao vàng. Đấy, chuyên với bác làm cây làm vườn, rồi bác các bác có thể mua về ví dụ như là gọt hoa quả. Đấy, rồi là sử dụng thái thiếc, nói chung là đa năng, con này đa năng nhá. Đấy, hàng dao bãi. Bãi nhiều, là hàng bãi mới. Đó, bãi mới luôn nhá. Bãi mới luôn này, coi nhìn này. Đấy, chữ đục mộc luôn nhá. Rất chất lượng. Đó, tay cầm cán gỗ cực kỳ sắc bén luôn. Con này thì nó dài khoảng tầm 20 cm nhá, dài khoảng tầm 20 cm. Rất đẹp luôn, thép cực kỳ sắc luôn nhá. Thép cực kỳ sắc luôn. Dòng này thì các bác mua về thi thoảng là đi làm vườn. Đấy, dòng này bên Nhật thì người ta hay dùng đi làm vườn. Đấy, tỉa cây, ghép cây, rồi là người ta hay hái hoa với quả ấy, là bằng cái con dao này. Đấy, hàng nó cực kỳ sắc bén nhá, nhìn này. Dao quá sắc bén luôn, cực kỳ ngọt ngào nhá. Đây. Đây em đang dùng ạ, sắc lắm ạ. Đấy, con nhìn này. Dao ngọt. Bé nhưng mà rất ngọt coi nhá. Đấy. Cực kỳ sắc bén luôn nhá. Đấy, rất ngọt luôn, rất sắc luôn. Giá của nó thì bên em gửi em một cái giá siêu tốt luôn. Các bác lên mã cho em là dao vàng. Đấy, các bác cứ lên mã cho em là dao vàng nhá. Dao vàng. Đấy, vì cái vỏ nó màu vàng này, cái vỏ bảo vệ của nó sẽ màu vàng thì luôn. Lên nhanh mã luôn sẽ là dao vàng nhá.
da vàng. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, siêu sắc bén. Đó, da vàng 40k một chiếc nhá. Đấy, hàng đục mộc chữ luôn này. Đó, rất xịn sò ngon lành này. 40k một chiếc da vàng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái dòng sản phẩm, đó là cái vòng huyết áp nhá. Đấy, vòng huyết áp, vòng điều hòa huyết áp này. Đó. Con này thì nó có một cái dòng chất liệu, đó là những cái viên đá nó sẽ đính ở bên trong nha. Đấy, để các bác đeo vào để các bác điều hòa cái huyết áp của các bác nhá. Đây, các bác nhìn này, nó có những viên đá này. Đấy, những viên đá nhỏ nhỏ này. Đấy, cái viên đá này sẽ chịu nhiệm là điều hòa huyết áp của bác. Đây, các bác nhìn này. Đó, rất chất lượng nhá. Đó, còn phần vòng bên ngoài sẽ là kim loại. Nó là dạng hợp kim mạ vàng. Đấy, rất ok nhá. Đấy, các bác đeo rất ok cho em luôn. Con này là các bác có thể là ví dụ như là tay to nhỏ các bác đeo được hết cho em, vì nó là hàng co giãn nhá, các bác nhìn này. Đấy, nó có thể là kéo co giãn ra được. Đấy, kéo co giãn ra rất hay nhá. Đó, lúc tháo ra tháo vào, vì nó con này nó co giãn, lúc mà tháo ra tháo vào cũng rất là dễ luôn. Đó, có thể là co giãn như này cho em. Đó, đây nó có những cái viên đá này. Đấy, nó gọi là vòng điều hòa huyết áp nhá. Vòng điều hòa huyết áp. Giá của nó thì sẽ là đi 50k một vòng nhá. Đấy, giá chỉ có 50k một vòng thôi. Đấy, vòng điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k. Vòng điều hòa huyết áp này. Đấy, hoặc là vòng huyết áp cũng được. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc vòng đúng không nhá. Đấy, 50k một chiếc vòng nha. Đấy, rất là hay. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về tiếp tục, đó là cái dòng sản phẩm, cái dòng mũ quân đội, mũ Mỹ thôi nhá, mũ Mỹ quân đội này. Đó, các bác cứ lên mã cho em sản phẩm mũ lưới đi, tránh tình trạng là nó nhầm với con mũ kia. Đó, rất đẹp. Con này thì các bác có thể thay thế làm mũ bảo hiểm cho em luôn. Đó, u dắt này. Rất đẹp luôn nhá. Đây logo này, American này, rất chất lượng luôn. Hàng cực kỳ dày dặn chắn nhá, nhựa cao cấp luôn các bạn. Đập thoải mái cho em luôn. Đập thoải mái nhá. Hàng đập thoải mái luôn. Đấy, riêng hàng này cứ đập thoải mái cho em, cực kỳ chắc chắn luôn nhá. Nhựa rất dày và rất là chắc chắn luôn. Phần vành mũ này thì các bác có thể là điều chỉnh cho em cái phần vòng đầu, nghĩa là tùy nhu cầu nhá. Vòng to thì các bác chỉnh ra to, còn nhỏ thì các bác thu vào. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái lớp cách ra, cách cái phần nhựa với lại cái phần đầu của mình ra, khi mà các bác đội là nó không bị nóng đầu này. Đó, rồi là có cả cái phần dây như này, dây đeo vào đằng chỗ cầm này, để khi mà các bác đi gió, đi ngoài đường, đi gió, đi giếc các thứ là nó không bị bay mũ nhá. Rất ok luôn. Đó, bộ sản phẩm mũ rất đẹp luôn. Tặng kèm thì sẽ có là cái lưới các bác nhá. Đây, có đợi chút để em tháo cái lưới này ra. Sẽ có là cái lưới như này. Một cái lưới như này thì bên em sẽ có tặng kèm. Thì về là các bác có thể là ví dụ các bác có thể đeo vào, hoặc là các bác không đeo cũng được, tùy. Đây, em đeo thử để cho bác xem nhá, xem nó sẽ như nào. Đấy, có thể là có các bác thích, có bác không thích, nhưng mà thì hàng nó đi kèm rồi thì bên em vẫn cứ tặng kèm thôi. Đó, đây, khi mà đeo vào thì chùm mà nó sẽ như này. Đấy, đeo vào thì nhìn cảm giác thì nó sẽ quân đội, với nhìn nó khỏe khoắn hơn. Đấy, đi đây, đeo vào nó sẽ như này. Đó thì nó sẽ thành một chiếc mũ lưới nhá, còn không thì các bác có thể đều không nha. Hàng thì các bác cứ đập phá thoải mái cho em luôn. Đấy, đập phá thoải mái luôn. Đấy, riêng dòng này thì nói chung là nó cực kỳ chất lượng rồi, bán rất là nhiều luôn. Đấy, bán rất nhiều luôn. Giá siêu tốt các bác nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là mũ lưới. Mũ lưới. Giá của nó sẽ là đi 200k một chiếc nhá, 200k một chiếc. Bên em bao ship ở nhà luôn. Đó, mũ lưới nhá, mũ lưới. Mũ lưới này. Giá sẽ là 200k. Bên em bao ship tận nhà nhá. Đó, giá siêu tốt luôn. Mũ lưới các bác có thể mua về sử dụng, đi chơi, đi làm, hoặc là đội thay mũ bảo hiểm ok luôn. Đó, 200.000 một chiếc nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về được một cái lô, đó là cái dòng kéo tôn. Đấy, dòng kéo tôn trợ lực nhá, kéo cắt tôn trợ lực này. Đấy, kéo cắt tôn trợ lực, hàng của Kabushi Japan. Đấy, hàng này nó sẽ là nguyên vỉ như này luôn. Đó, Kabushi Japan này, rất chất lượng. Con này thì cắt cực kỳ ngọt ngào và rất là dễ cắt luôn nhá. Cái ưu điểm của nó thì nó sẽ có là cái dòng lò xo trợ lực. Đấy, khi mà các bóp thì nó sẽ tự động nó nhả ra. Đấy, thì các bác không cần phải bóp ngược lại và các bác phải nâng lên, nhưng con này nó sẽ tự động nó nhả ra nhá, tự động nhả ra. Đấy, nó gọi là trợ lực. Và thứ hai là cái phần kéo này của nó sẽ vát một cái góc 45 độ này. Khi mà các bác cắt những cái kéo truyền thống là các bác cứ phải lắc này, rất là khó chịu. Nhưng con này là các bác cứ cắt đúng như là cắt giấy luôn cho em luôn. Cắt cực kỳ ngọt nhá, cắt rất ngọt này. Các bác nhìn này, cắt rất ngọt nhá. Đây em đang cắt cái giấy nó mềm nhũn nên nó cắt nó ngọt này kìa.
Đấy, rất là ok luôn nhá. Còn các bác mà cắt tôn thì cứ chấm hết cho em luôn. Cắt tôn nó rất là, cái tôn nó cứng ấy thì các bác đi kéo rất là dễ đi. Đấy, cắt giấy mà còn cắt ngọt thế mà. Đó, giá siêu tốt của bác luôn. Các bác lên mã cho sản phẩm là kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn, giá của nó sẽ là đi kéo cắt tôn này. Giá sẽ là 180k một chiếc nhá, 180k một chiếc này. Vát góc 45 độ này, vát góc 45 độ. Và có trợ lực nhá. Đấy, có trợ lực để các bác cắt là cảm giác là nó sẽ trợ lực cho bác, các bác cắt cảm giác là nó sẽ nhàn hơn, dễ cắt hơn. Đây. Đấy, cắt nhàn hơn, dễ cắt hơn mà nó được việc hơn nhá. Các bác làm nó đỡ vất vả không nhá. Đấy, nói chung là sắc bén, ngon này. Giá tốt, hợp lý. 180k một con kéo cắt tôn này. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop về được cái lô đó là cưa lách. Giá siêu tốt của bác luôn. Các bác lên mã cho sản phẩm là cưa lách này. Giá thì chỉ có 50k một chiếc thôi. Các bác mua đầu mối con cưa lách 50k như này. Dòng sẽ là dòng lưỡi kép nhá, cưa cực kỳ ngọt ngào luôn. Made in Japan. Đó, made in Japan này, cưa lưỡi kép nhá, cưa rất ngọt, tay cầm sẽ là tay cầm gỗ. Đấy, con này thì chuyên sử dụng ví dụ như là các bác cưa những cái cành nhỏ này hoặc là những vị trí mà khó các bác không lách vào được, kéo kia không lách được thì các bác dùng con cưa cho em, các bác lách vào cho em. Đấy, phần chiều dài lưỡi của nó rơi vào khoảng tầm 21cm nhá, 21cm cho một cái chiều dài lưỡi như này, rất ok luôn nhá. Đấy, hàng siêu xuất sắc luôn. Đấy, siêu xuất sắc luôn nhá, cưa cực kỳ bén, rất ok. Giá thì cũng rất là hữu nghị của bác thôi, chỉ có 50k. Các bác cứ đi khắp thị trường này, không ai người ta bán con cưa lách này 50.000 đâu. Đấy, chỉ có duy nhất shop Tin Hiền bán với giá này, cưa lách nhá, giá sẽ là 50k một chiếc. Thước tự hãm thì hôm nay bên shop về số lượng lớn để phục vụ các bác. Em báo giá với các bác luôn. 5m sẽ là 50k, 7m rưỡi sẽ là 60k và 10m là 70k. Đó thì đây có sẽ có ba cỡ cơ bản như trên video các bác đang xem đây. Đây đây là con 7m rưỡi này. Đấy, 7m rưỡi nhá. Hàng của Japan rất xịn sò. Vỏ ngoài thì sẽ là nhựa ABS cao cấp. Bên trong thì nó sẽ là inox luôn nhá. Đấy, thước thép inox luôn. Đấy, in sẽ là dạng in theo nhá, in theo nên là khi mà sử dụng mà không lo ví dụ bong hay như nào cả. Đấy, thước thì dạng thước chống đứt tay, riêng hàng Nhật người ta làm thước dạng là thước chống đứt tay, các bác cứ yên tâm dùng thoải mái, tuốt thoải mái cho em luôn. Đó, thước tự hãm này, cái công năng sử dụng thước tự hãm thì đây em chỉ cho bác luôn, khi mà bác sử dụng là các bác quét cho em, kéo ra đâu nó sẽ hãm lại đấy con nhá. Đấy thì khi mà các bác rút này thì nước thước nó sẽ hãm nhá, đấy nó hãm này, nghĩa là các bác rút đi đâu bỏ tay ra tự động nó sẽ hãm lại nhá, rất là hay. Các bác không cần phải như những cái dòng truyền thống là các bác cứ phải giữ rồi kè kè rồi nó mất công. Đó, con này cực kỳ thông minh luôn con nhá, cực kỳ thông minh luôn. Đó, nó gọi là thước tự hãm là như thế. Đấy, còn nếu mà các bác muốn nó thu vào thì bấm cái nút này cho em. Đấy, bấm đi đâu là nó sẽ nhàn đấy, còn các bác bấm nhiều nó sẽ vào nhiều, bấm ít vào ít nhá. Đấy, đây rất hay luôn, một cái giá siêu tốt của bác luôn, vì về cái lô này giá nó tốt rồi. Đấy, nên là gửi bác một giá siêu tốt, sẽ có là các cỡ khác nhau, 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m 50k, 7m rưỡi 60 và 10m sẽ là 70. Đây có 10m đây. Đấy, có 10m thì cực kỳ to tát rồi. Đấy, hàng của Japan luôn nhá, rất xịn sò. Đó. Các bác nghe tiếng là thấy chất rồi. Đấy. Đấy. Quá ok rồi nhá. Đấy, quá ok luôn. Đó, đây là 10m này. 7m rưỡi này. 7m rưỡi. Và có cái dòng nhỏ nhất sẽ là 5m. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Các bác tùy nhu cầu lấy loại nào thì bên em sẽ nhặt cho các bác loại đấy. À, 5m 50k, 7m rưỡi 60k và 10m là 70k. Đấy, sản phẩm thước từ hãm các nhá. Sản phẩm tiếp theo đến nay bên shop tiếp tục lại về cái lô đó là khóa đĩa các nhá. Đấy, khóa đĩa xe. Đấy, các bác cứ lên mã cho là sản phẩm khóa đĩa xe đi. Con này thì bán rất nhiều rồi và các bác dùng rất ok này. Giá nó rất là ví thôi. Giá chỉ có 60k một chiếc nha. Đấy, dạng này thiết kế thì nó sẽ là dạng chìa, dạng chìa lõm nhá, dạng chìa lõm này. Đấy, dạng chìa lõm rất hay. Đấy, các bác nhìn cái chìa này, chìa rất là dị nhá. Đấy, chìa rất cực kỳ dị luôn. Đó, thao tác mở thì cũng rất là dễ thôi. Đấy, và thao tác khóa cũng rất là dễ. Các bác có thể để như này, các bác vẫn khóa này. Đấy, các bác để này, các bác ấn vào này. Đấy, tự động sẽ vẫn khóa này. Đấy, không cần chìa khóa luôn. Đó, còn đây có mở thì vẫn cần rồi, còn lúc mà ví dụ các bác khóa là các bác không cần chìa khóa nhá. Vẫn rút ra bình thường, còn lúc mà các bác khóa là các bác ấn vào. Đấy, dòng này là nó rất là nhỏ gọn, tiện lợi, các bác có thể mang đi mọi lúc mọi nơi hoặc là thậm chí là các bác để túi quần thì em được. Rất tiện dụng nhá, để túi quần túi sách đi kèm thì sẽ có là hai chìa và một khóa này. Hình này của nó sẽ là hình tròn. Đấy, khi mà các bác khóa vào thì nó sẽ không có những cái phần góc cạnh để mà nó
cậy hay là nó phá được cả, vì đây nó là dạng hình tròn này, nó rất là khó phá luôn. Đấy, cực kỳ khó phá nhá. Đấy, đây một con sản phẩm khóa đĩa với một cái giá siêu tốt luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm nào khóa đĩa. Khóa đĩa này, giá của nó sẽ là 60k một chiếc nhá. Đấy, 60k một chiếc khóa đĩa như này, giá siêu tốt của bác luôn. Đây các bác cùng xem thực tế một cái video thực tế đâu nhá. Đây. Một loại khóa xe siêu mini có thể dễ dàng bỏ túi mang đi bất cứ đâu. Phanh đĩa chống trộm dành cho xe máy, chất liệu một loại khóa xe siêu mini có thể dễ dàng bỏ túi mang đi bất cứ đâu. Giới thiệu đến các bác, đây là loại khóa phanh đĩa chống trộm dành cho xe máy, chất liệu là thép nguyên khối không gỉ được nhập khẩu từ Đức nên khả năng chống cắt phá trộm xe cao, an toàn hơn các loại khóa thông dụng trên thị trường. Cách khóa và mở đơn giản với bộ đôi chìa khóa thông minh. Ngày mà biết đến loại khóa phanh đĩa này, tôi vứt hết các khóa cảng chữ U với công kênh lại còn không an toàn nữa. Giờ thì đi đến đâu tôi cũng bỏ túi chiếc khóa phanh đĩa nhỏ gọn tiện dụng này. Loại khóa này tuy nhỏ nhưng chất lượng đúng với nhu cầu sử dụng của rất nhiều người. Các bác muốn bảo vệ chiếc xe thân yêu của mình thì hãy nhanh tay sắm ngay một chiếc khóa thông minh như này nha. Một loại khóa đấy, đấy là thực tế về con sản phẩm ấy nhá. Nó rất là mini, nó gọn, mang đi mang lại mọi lúc mọi nơi chưa. Đấy và rất tiện dụng nhá, không bị cồng kềnh. Đấy và khóa an toàn, hình tròn rất là khó mở nhá. Sản phẩm thắt lưng xoay hàng bên shop lại tiếp tục về các bác ơi. Đấy thắt lưng xoay nhá. Con này đây, cái phần mặt nó có thể là xoay được này. Cái mặt nó có thể là xoay được nhá. Như là các bác yên tâm là khi mà các bác sử dụng là rất là hay, nhìn cực kỳ sang trọng lịch sự luôn. Mặt rất đẹp nhá. Dây rất là đẹp luôn. Dây da cực kỳ mềm. Dạng này của nó sẽ là dạng lẫy cài nhá. Đây dạng lẫy cài. Đó, dạng lẫy cài. Cái này mặt này của nó xoay nên là bên em gọi là thắt lưng xoay luôn. Một cái giá siêu tốt gửi đến các bác luôn, sẽ là 60k một chiếc nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm là thắt lưng xoay. Đấy, thắt lưng xoay. Thắt lưng xoay này. Giá của nó là sẽ là 60k một chiếc thắt lưng xoay này. Đấy, 60.000 chiếc thôi. Một cái giá siêu tốt của bác luôn. Các bác mua đâu một cái con thắt lưng mà nó đẹp như này, giá chỉ có 60.000 nhá. Cưa gấp đen trắng các bác ơi, giá của nó sẽ là 70.000 một chiếc cưa gấp đen trắng này. Dòng cưa lưỡi kép nhá, cưa cực kỳ ngọt ngào luôn. Đó, hàng của Giáp Băng. Lưỡi sẽ dài là 30cm và tay cầm cũng 30cm. Tổng chiều dài sẽ là 60cm. Phần tay cầm thì sẽ bọc một lớp là cao su chống trơn trượt. Đấy, các bác cưa cực kỳ có lực luôn. Đấy, nói chung là anh em sử dụng gia đình rồi các bác sử dụng vườn tược dùng con này cho em rất ok nhá. Đấy, cưa lưỡi kép nhá. Các bác nhìn những cái phần hạt bưởi, những cái phần nó hở như kiểu dạng hạt bưởi này, khi mà cưa cái phần mùn sẽ đùn lên đây. Đấy nên các bác cưa không lo bị kẹt cưa nhá, mà cưa rất ngọt luôn. Đấy, cưa cực kỳ sắc bén nhá. Thép của nó sẽ là thép SK5. Đấy, cực kỳ sắc bén, giá siêu tốt của các bác luôn. 70k một chiếc cưa gấp đen trắng nha. Sản phẩm cọ cốc hàng bên em tiếp tục lại về với một cái giá siêu tốt sẽ là 20k một chiếc nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cọ cốc. Đấy, cọ cốc. Giá của nó sẽ là 20k một chiếc cọ cốc này. Đấy, 20.000 một chiếc cọ cốc này. Phần đầu của nó sẽ là đầu silicone. Đấy, nó dài khoảng tầm 25cm nhá. Dài khoảng tầm 25cm. Đấy, cho các bác ví dụ như là những cái cốc sâu, cốc dài các bác không ngoái vào được, hoặc là những view những cái chai này, đấy các bác thò tay vào rất là khó để các bác kỳ. Đấy thì các bác dùng cho em. Đấy, cho vào ngoái nhá, ngoái các kiểu này. Đầu silicone mềm mại nhá. Đây các bác có thể là luồn lách mọi vị trí ngóc ngách cho em luôn, rất ok nhá. Với một cái giá siêu tốt chỉ có 20k một chiếc cọ cốc thôi nhá. Các bác lên mã xem sản phẩm là cọ cốc, giá sẽ là 20k. Bộ bài vàng. Đó, bộ bài vàng chất liệu sẽ là nhựa meca nhá. Chất liệu nó là nhựa meca mạ vàng. Đó, rất đẹp cho một cái bộ bài vàng nha. Rồi hết rồi này. Em một cái loại bài này em cũng không biết chơi lắm ạ. Nhưng mà nói chung là em thấy cái bộ này đẹp các bạn. Mà giá nó hợp lý. Cái bộ này mà bữa trước mà con bác bảo là bộ này bác nào hay xem phong thủy là hay mua bộ này này. Đó, rất đẹp nhá. Đây. Đấy, quá ok luôn các nhá. Quá ok luôn này. Sáng bóng luôn. Cực kỳ chắc chắn nhá. Con này mà các bác vụt cho em thì chấm hết luôn. Vụt kêu đến bét bét luôn nhá. Đấy. Quá đẹp luôn nhá. Đây này. Đó, đầy đủ ngon lành như này. Bộ bài vàng nhá. Con này nó là dạng meca mạ vàng. Đấy thì các bác cứ lên mã cho là bộ bài vàng. Giá của nó thì sẽ là 50k một bộ nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm là bộ bài vàng. Bộ bài vàng này, giá sẽ là 50k. 50k bộ bài vàng nha. Sản phẩm kìm xanh để chuyên cho bác cắt chân linh kiện, rồi là thậm chí là các bác có thể là sử dụng các bác cắt móng tay móng chân, rồi là các bác cắt dây thép, nói chung là các bác thích cắt gì thì cắt, cực kỳ ngọt ngào sắc bén luôn. Đấy, dòng này thì nói chung là chấm hết rồi, tên em bán cũng rất là nhiều rồi. Đấy, con kìm xanh như này. Đấy, chuyên cho bác cắt chân linh kiện nhá. Giá của nó thì cũng siêu tốt luôn, giá chỉ có là đi 50k thôi ạ. À xin lỗi bác là 30k. Đây con nhìn này, cắt cực kỳ ngọt nhá, cắt rất ngọt luôn. Đấy, cắt rất ngọt nhá. Đấy, cắt phát nào được phát đấy luôn.
Con này thậm chí các bác có thể mua về các bác bấm bằng tay cho em được. Cắt phát nào được phát đấy luôn nhá. Đấy. Giá sẽ là 30k một chiếc kìm xanh nhá. Các bác lên mã xem sản phẩm là kìm xanh. Kìm xanh. 30k một chiếc kìm xanh này. Đấy, 30k. Sản phẩm cạo lưỡi. Chất liệu sẽ là su 304 chuyên cho các bác vệ sinh lưỡi, khu vực phần lưỡi. Đấy, rồi là khoang miệng cho em. Đó, nó là inox 304 nhá. Đó, chuyên cho bác cạo lưỡi này, vệ sinh phần lưỡi này. Đó, giá siêu tốt luôn. Đựng trong hộp nhôm rất đẹp như này. Các bác lên mã cho sản phẩm là cạo lưỡi nhá. Cạo lưỡi. Giá của nó sẽ là 20k một chiếc nhá. 20k một chiếc cạo lưỡi nha. Một cái giá siêu tốt luôn. Đó, đựng hộp nhôm rất đẹp đây. Bộ sản phẩm đây, các bác có thể là để ở nhà hoặc là mang đi du lịch đều ok luôn nhá. Giá chỉ có 20k một chiếc thôi. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop này về tiếp tục đó là cái dòng sản phẩm ví nâu. Bộ sản phẩm thì để chuyên bác làm móng tay móng chân, rồi là các bác phụ nữ đàn ông sử dụng ok, rồi là các bác mua về sử dụng gia đình nhá. Đầy đủ bộ sản phẩm sẽ có là các loại bấm móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết, rồi là zip giếc, rồi là rũa dùng nặn mụn, đầy đủ luôn nhá. Lấy dây tai, một cái giá siêu tốt của bác luôn. Các bác lên mã cho sản phẩm là bộ ví nâu. Bộ ví nâu đẹp như này. Ví nâu này. Giá sẽ là 60k một bộ. 60k một bộ ví nâu. Đây các bác cùng xem lại bộ sản phẩm nhá. Đó đây. Quá đẹp luôn, quá chất lượng luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. Đó, đựng trong một cái bao da đẹp nha. Hoa văn họa tiết và lá cành rất đẹp nhá cho em nhá. 60.000 một bộ ví nâu. Máy sấy tóc công suất 3.500W này. Hàng lại tiếp tục về, sử dụng cho em là điện 220 nhá. Đó, công suất sẽ là 3.500W. Dùng cực kỳ ngon luôn. Gió nóng cực kỳ khỏe. Đấy, gió khỏe, nóng khỏe nhá. Đấy, gió khỏe, nóng khỏe. Đấy, ở đây sẽ có tích hợp là hai công tắc, một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh độ nóng nhá. Thì về là các bác cứ dùng vài lần cho em là các bác bấm cái công tắc này là các bác biết sử dụng ngay thôi. Đấy, chuyên các bác sấy tóc, sấy quần áo, rồi các bác sấy các kiểu các đồ. Đấy, chuyên để các bác sấy tóc, sấy các kiểu luôn nhá. Đấy, giá của nó sẽ công suất nó sẽ là 3.500W, báo giá nhanh các luôn. Các bác lên mã cho sản phẩm là máy sấy tóc, giá sẽ là 150k một chiếc nhá. 150k một chiếc máy sấy tóc nha. Sản phẩm bóng đèn 40W, hàng lại tiếp tục về để phục vụ các bác. Đợt này thì về số lượng lớn luôn. Đấy, với một cái giá cực kỳ ưu đãi. Giá của nó sẽ là 75k một quả bóng 40W như này. Con này thì tuổi thọ nó cực kỳ cao luôn, tuổi thọ lên đến 30.000 giờ. Đó. Chống nước mưa, chống bụi và chống côn trùng, không chứa thủy ngân, an toàn khi sử dụng nhá. Dòng này của nó sẽ là dòng bóng LED, sử dụng cái chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Đuôi sẽ là đuôi xoáy phổ thông các bác ơi. Đuôi xoáy phổ thông dùng rất ok. Một cái giá siêu tốt luôn. Giá chỉ có 75k thôi. Các bác mua đâu một cái quả bóng 40W 75k. Đấy, giá tốt như này. Chỉ có 75k một quả bóng 40W nhá. Các bác lên mã cho là bóng 40W giá 75k. Giá siêu tốt luôn, chip LED siêu sáng nhá. Và tuổi thọ pin cực kỳ cao. Siêu phẩm đèn xách tay, hàng bên shop lại tiếp tục về để phục vụ các bác này. Con đèn này thì nói chung là làm mưa làm gió đâu ạ. Bán cực kỳ tốt luôn nhá. Đi kèm thì sẽ có là một dây sạc này. Và một đèn như này. Có một đèn như này. Đấy, đèn cực kỳ sáng luôn. Con này thì đa di năng, các bác có thể sử dụng gia đình, rồi là hay đi đi ra ngoài, đi bảo vệ rồi các thứ rồi. Nói chung là đa năng luôn nhá. Đấy, con này thì các chế độ sáng đa năng luôn. Sáng đằng trước này, sáng bên hông này, sáng bên hông nhá, sáng nháy bên hông luôn nhá các nhá. Đó, rồi là sáng đằng trước này. Ánh sáng này nó là ánh sáng soi xa nhá. Các bác muốn soi xa, pha xa thì các bác sử dụng cái đằng trước không chưa. Đấy. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có là sáng phần đứng như này, rồi là nháy cảnh báo cho em này, nháy cảnh báo SOS luôn nhá. Cực kỳ đa năng. Và sẽ có là sạc bằng năng lượng mặt trời. Đấy, để các bác có thể đi rừng đi chơi. Các bác nhiều khi là không có điện lưới để các bác sạc, để các bác mang ra phơi nắng nhá. Đấy, nó là dòng xách tay. Các bác có thể là để đứng như này. Đấy, để đứng như này, hoặc là các bác để nằm, rồi là các bác để ngay như vậy được. Nhiều khi ví dụ như là nhà có mất điện này, bật cái chế độ đèn này lên cho em. Đấy, soi cái mâm cơm như mình ngồi ăn cơm. Rất là đa năng luôn nhá. Cực kỳ đa năng luôn. Đấy, sáng các kiểu nha luôn. Còn đây là sẽ là phần cổng sạc này. Cổng này sẽ là cổng sạc chân vào, chân tai si nhá. Và ngoài ra sẽ là một cái cổng sạc chân ra. Chân ra tức là như nào? Tức là ví dụ như này. Nghĩa là điện thoại các bác hết pin, các bác cắm được chưa? Và cái phần chân này các bác cắm trực tiếp vào phần sạc điện thoại nhà mình để sạc cho điện thoại. Đấy, thì có thể là vừa làm đèn pin, vừa coi như nó là một cục sạc dự phòng để sạc cho điện thoại các bác nhá. Đấy, xách tay rất là nhỏ gọn. Ok, nó chỉ bằng khoảng tầm là hơn một bàn tay một chút thôi này. Đấy, hơn bàn tay của em chút. Đó, chuyên các bác xách tay. Tí nữa em sẽ ghép một video test độ sáng vào thực tế và để các bác xem. Đó, rồi. Các bác lên mã cho sản phẩm là đèn xách tay.
Đó, mã của nó sẽ là đèn xách tay, vì nó có cái tay xách này thì thôi lên luôn mã nó sẽ là đèn xách tay. Đèn xách tay này. Giá của nó thì gửi bác một giá siêu tốt luôn, 130.000 một chiếc nhá. 130k một chiếc đèn xách tay này này. Đấy, một giá thì 130k thôi.